Update tin mới, Robux đã về với chùm Robux.com rồi mọi người. Hiện tại shop đã có bán thêm Robux 120 giờ, nhanh và tiện hơn rất nhiều so với Robux Rub. Nếu có các em nào có những thắc mắc không biết hỏi ai, thì đừng ngần ngại bấm vào biểu tượng Messenger này trên web để cùng nhắn tin với shop, được shop tận tình tư vấn và giải đáp thắc mắc. Mấy anh em nào đang có nhu cầu mua Robux thì hãy ghé qua nha. Thank you mọi người. Rồi, lùa luôn, lùa cái một luôn, về đây luôn. Thúc luôn nè, vô đây nè, quý lộn nè, vô đây, vô đây. Mày vô đây, tao vô lùm máy bay mày. Ghê quá hả? Nào ra gạ đúng tay bo đi, đấm tay bo với nó đi, để mấy đứa khác đi kiếm đồ được không? Rồi ok, giờ anh có cái học quẹt cho mấy đứa, giờ đi đâu? Trời ơi, Sơn. Sơn thôi đứng đây đi, chờ anh đi, anh lội xuống dưới đó là anh dính chung với mày nữa. Nhảy xuống đây á. Tiểu đi đâu á, tiểu mày. À, úp dưới này nè. Trời ơi, Sơn chịu khó bơi tí. Để nó bơi với nó đi, trời lạnh mà, bơi cho nó khỏe người. Ôi, chào anh mày. Ôi, này lúc này không đen thế. Cái này nó có hù nhiều không? Hù thì đi về được không? Rồi tìm nhiều khóa 100 nhà này ôi nhiêu nhà vậy? Bấm đâu này? Anh đi với, bấm ơi. Bấm à. À đây anh thấy à. Lục nhà đi, lục nhà. Mấy nhà nào mà có cái em. Có cái em mà không. Nhìn thang đeo. Lấy gì? Tìm chìa khóa. Tìm khóa thôi chứ không? Ừ rồi. Mày để đồ quá, mức độ 3 dễ nhìn thôi. Điện thui à, bên này điện thui à, thề. Đúng chứ ơi. Ôi, dao siêu to không lồ. Ủa, nghe xiên sẻn sẻn đúng không? Ai vậy? Lấy nè. Đi. Ui, sao băng. Ui, lên được rồi. Trời, giờ sao mới lên được. Giờ tìm đường đi, tìm đường đi Sơn. Đen tối quá, đi đen. Đâu? Để lúc nào những cái có vui vậy? Bấm G lấy cái hột quẹt ra xong cái rồi quẹt quẹt em. Để mua vai mà. Nãy mày mới tắm xong giờ mày chà nhám vô đít vậy để mà nó khô xong cái rồi đem lên mới quẹt được nha chứ giờ bình thường là không quẹt được đâu. Ôi. Lạc rồi. Ủa? Ủa anh đi được nè. Ê. Trời thằng hướng dẫn viên dỏm quá đi. Nè. Thiệt là một ngôi nhà hấp dẫn, ấm cúng. Chúng ta làm gì ở đây đây? Đủ chưa? 1, 2, 3. Hai anh em kia đâu? Một đứa, còn đứa nữa. Không à. Sợ nó đang tìm đường. Ui. À! Ui. Trong scare này sao nó qua lẹ quá. Trong scare này nó qua lẹ. I'm innocent. Tôi vô tội. Ủa rồi, tay lại. Đó, rồi, xong. Đủ chưa? Đếm điểm danh ra 1, 2, 3, ủa 2 kia đâu? Ủa 2 kia đâu? Rồi ma bắt sao rồi. Sao nào rồi? Ma bắt sao rồi. Sao mất hết rồi? Em ơi, em biết ở đây có ma không? Sao em chạy dữ vậy em? Sao mất hết rồi em ơi? Không mở đèn được luôn á. Tí nữa em sẽ biết khổ sở, nếu mà không mở đèn được thì tí em sẽ khổ sở. Em sống dở chết dở luôn á, bình thường có đèn đi còn không biết đường đi nè. Rồi bật laptop vô mát đồ sáng thôi. Ủa, đi một lối gì thôi hả? Rồi giờ tới Mekong mà. Cái gì bu nhau được không? Sắp sáp với nhau được không?
con Lucky. Mấy con mèo thì có mang tuổi nè. Chúng ta có cần tản ra không? Tản là không nhất định đi luôn nè. Anh không nghĩ là thằng Bẩm nó biết đường đâu. Tản ra tìm Kỳ rồi thấy chưa? Rồi hồi sao? Nãy tìm cái nhà mà tìm còn không ra nữa thì làm sao mà cái mê cung thì nó biết đường đi được. Đi đi, con ma nó sẽ không có ở đây đâu. Em la hiểu rồi đấy. Cái này là cái gì? Ủa Kỳ nè. Ủa? Ủa phải tôi chơi lần đầu không vậy? Ui, má đuổi. Ôi thôi, thế thôi đủ rồi. Trời đây... không chết em luôn rồi, hết stamina luôn rồi. Ở đây có bàn có ghế thôi thì ở đây vậy, không đi nữa. Còn bà nữa, kệ, đằng sau. Hết hồn. Cái gì, đằng sau là em hay là đằng sau có ma? Mày phải nói rõ. Ủa anh mới chui từ trong đây ra đó mấy đứa. Anh mới chui từ trong đây ra có cái chìa khóa đó. Phải đâu? Giờ tìm đường khác. Ôi dạ rồi, đừng, đi từ từ, đừng để em bị hù phải không? Có thể một đứa cử... Nghe tiếng gì vậy? Có thể cử một đứa đi trước anh được không? Đâu rồi anh đâu? Làm đâu rồi? Cái này phải đi phải có cái đèn neon á, chứ còn cái hộp quyền này không có đủ. Quyền này sáng nổi rồi. Đi mà đi thám hiểm nhà ma mà cầm cái hộp quẹt có 2-3 ngàn gì ai chơi. Thất sách. Em thật sự ngu ngốc. Có nè, có cửa nè. Vô cái cửa được không? Cái chìa khóa là một đứa lấy, mấy đứa kia chia sẻ nhau được không? Rồi không cho chia sẻ luôn. Có cửa nè anh, má trong mê cung. Có cửa nè anh thì nó là chỗ em đứng chứ không phải là chỗ anh đứng rồi. Anh làm sao biết? Ê bấm. Ui, nhớ đường hả? Đi anh có chìa khóa nè, đi. Dẫn anh mày đi. Chúng ta có một cái nghĩa cử tốt trong xã hội là dắt người già qua đường á. Giờ thì hãy dắt người già vượt qua mê cung này nào. Ê, đứng nhẹ. Có thể may mắn là đi qua mê cung này không gặp ma chăng? Chết bụng nào luôn. Chưa chết nè. Em nghe tiếng chân rồi nè, Đây rồi, hay quá em ơi. Rồi, mở được đó, đi. Rồi, đi sáng chân này. Sáng là được. Tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Hồi nãy ở thư viện cơ mà. Cái gì? Tiếp đèn. Lấy cái gì ở đây? Lấy tiếp đèn. Thôi cái này đi súp đi. Súp xong cái rồi anh sẽ dịch ra cho mấy bạn đọc. Bây giờ là không có mở được cái hộp quẹt nữa đúng không? Cho mở được mà anh. Chỉ khuyết lại bình thường. Mở được mà anh hả? Ok. Dưới bô xịn nhờ. Dưới trời mưa mà không sao nhờ. Collect artifact gì đó. Ê cái con này giống con nãy không mấy đứa? Okay. Rồi nhà bị tách ra rồi mệt nè. Nhạc kìa. Dạ. Hay đi chung đi. Cái gì ghê vậy? Nhạc gì ghê vậy? Gì vậy? Thôi đừng phải nấp nữa hả? Rồi này giống là đi mít kiểu with style nè. Núp lùm thì nó tìm không ra phải không? Còn nghe nhạc là chạy vô phải không? Rồi ok hiểu rồi. Ôi ôi điếc lỗ tai kìa. Sao nhạc vậy? Ủa tao đứng lùm lùm đây mà. Người ta đại. Ủa
Ê, kiếm được hai cái kìa, hay vậy. Rồi. Kìa, thấy ma kìa, thấy ma kìa. Trời ơi, là trời. Quỷ không à. Anh nhớ chạy vô đây không được rồi. Rồi, ok rồi đó, sẵn sàng. Bụm, bụm gánh này bụm. Xin lỗi mày luôn. Mày bắt được tao 2 lần nên mày không có bắt được lần 3 được con. Nó đang gần em, nó đang gần em trời. Nó đang đi ngay chỗ anh kìa. Hơi bậy à. Sao mà bị đủ trước đây? Ôi vô nhà là không sao không? Nó qua chỗ em rồi, nó qua chỗ em rồi. Cái gì vậy? À, thôi má ơi, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Trời ơi là trời. Má. Jump scare nó qua lẹ quá. Giật hết cái hồn. Ủa, vô nhà nó không đủ. Vô nhà anh không đuổi. Trốn nhà đi. Còn đi rì rì nãy giờ chưa thấy nè, không sao nè. Nếu mà rì rì không thấy có nghĩa là vô trung tâm map mới. Thấy mẹ rồi, ai đảo không thấy vậy? Ê! Ê! Ê, có cái lệm được không? Có cái lệm được không? Có cái lệm được không? À, mẹ. Mày em. Cái miếng đi nó thừa nó không thu được luôn vậy. Anh giờ phải đi vô trung tâm map ngó thử coi. Cái gì vậy má, gì mới nhạc hoài mẹ mày. Nghe cho cái kìa. Nghe cho cái bali. Trời ơi. À. Má chạy lẹ vậy. Trời ơi. Bấm em ơi. Rồi chạy xong vào cái lớp cây luôn. Tao lần với nó luôn rồi. Cái gì mà dí hoài vậy? À, à, à. Nghe tiếng chân ngoài à, nghe tiếng chân ngoài. Con ma đó em. Không, 2 tiếng lận. Ờ, 2 tiếng lận hả? Vậy với 2 con ma đó em. Con ma, trời ơi. Ma, mày ma. Dí tao hoài vậy? Mày biết tao mệt mỏi lắm không? Tao mệt mỏi lắm giờ được không? Mệt mỏi lắm mà. Trời ơi. Xúc động quá. Được khủng nạn. Rồi bấm quên rồi, quên đồ rồi. Quên đồ đây quên. Mấy vị trí đổ đâu rồi. Nó hù lẹ quá mày ơi. Nó hù lẹ quá mày ơi, đi ra chỗ cây cầu đi, ai làm gì làm đi, tôi không quan tâm nha. Trời ơi. Để tôi đi kiếm ăn nha. Mà để phải có, phải biết nó dí như thế này, phải cho nhiều cái lùm chứ, tại sao có một cái lùm vậy? Mấy lần ta đồn quá anh. Trời ơi, nhiều cái lùm linh để người ta trốn chứ. Kìa, thấy lớp cây gậy rồi, nghe tiếng ướt của ai rồi. Ôi, thấy ma nha, thấy ma mà ma không thấy em. Mà không thấy em. Ô, nó thấy anh mày ơi, nó thấy anh mày ơi. Thôi, tao lui đây, tao về cầu. Tao ai mà má, về cầu không chết đó trời ơi. Được chứ. Mấy địch của vật đó đâu nhờ. Dối. Rồi, chết em luôn. Chết em mày. Thôi chơi. Đi rìa map đi, quyết định nè. Thôi đi vô đi, đi về cầu đi, về cầu đi. Sợ thiệt luôn, phải sợ đùa luôn. Đi sau lưng nó được không? Nó vừa đi mình đi theo được không? Mèo. No. Ê. Rồi. Lùa cái một luôn, về đây luôn. Xúc luôn nè, vô đây nè, quý lộn nè, vô đây.
Mày vô đây rồi, tao vô lùm máy bay mày. Ghê quá à. Chết tối mày. Nào ra gạ đúng tay bo đi, đấm tay bo với nó đi để mấy đứa khác đi kiếm đồ được không? Cái vụ này mấy vụ cái gì? Đi đi mấy đứa gạ quýnh tay bo đi để giữa sân quýnh hoài quýnh hoài đi để đi tìm đồ cái vô vô đó đi gạ gạ quýnh tay bo đúng rồi đó. Ờ vậy đi đây 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 chạy vô nha chạy vô nha chạy vô nha đấy ừ vậy. Trời là trời, trời là trời, đừng có gì nữa, đừng có gì nữa, má mày đừng có gì nữa. Đi ra chơi được không? Bỏ đi bạn ơi, bỏ đi bạn ơi, bỏ, bỏ làm người đi bạn, đừng làm ma nữa. Ê thế mà nó không bỏ, nó đây, nó bỏ nha, thật mà. Vô nha, vô nha. Nó bỏ thật kìa. Ôi ôi, cái lầm đâu rồi, cái lầm đâu rồi, cái lầm đâu rồi. Cái lầm đâu rồi? Hoài luôn trời. Ủa mày chơi vậy ai đổ mày đổ thì trời trời. Ủa nó để đâu trời. Mới đi ra khỏi lùm nó dí tiếp, mới đi ra khỏi lùm nó dí tiếp. Tìm đứng yên này chỗ là biết rồi. Không thấy đường là không thấy đường. Cái này là gì em? Bấm ơi. Em lụm luôn hay là anh tự nhiên thấy cái gì lấp lánh này? Thấy mẹ cái gì vậy? Bấm ơi, cái chỗ nãy là em đã lấy rồi nên nó vậy đúng không Bấm? Tổ cha mày mà. Giờ phải thôi. Sao nó đảo trước nhà hoài vậy? Mày chỉ có mát luôn. Ê anh mày giỏi à, anh mày đứng đây cho nó hù luôn nè, tụi bay đi kiếm đi. Má tức lắm rồi. Con mẹ mày đi ra đây kiếm chuyện của mày. Yêu ơi. Mày đâu? Xin lỗi mày. Ủa, ai qua rồi? Em bị bên màu rồi, em bị bên màu rồi. Ủa, không không không, ai tìm được, ai tìm được kìa. Úp em. Bị đứng yên tay. Bị đứng yên một em... chỗ rồi. Úp úp tìm được phải không em? Em tìm được. Ủa, nãy tìm ở đâu vậy? Trời trời, em chết tôi một nội ơi. What the hell man? Hết chưa, hết chưa, hết chưa. Em hết, hết chết tôi một luôn rồi, nãy giờ không tìm được gì chứ. Đau đầu quá. Nhức đầu quá vậy. Thôi kệ đi, để mấy anh em gánh cũng là một cái hay đi. Coi như là gọi là đồng đội tốt chứ không phải là cá nhân tốt. Được rồi. Chờ chapter 2 để chơi tiếp. Hy vọng nó đừng có khó như chapter 1.